hay lắm. Chào cả nhà, mời cả nhà xem lắm. Clip mình tổng hợp các cái giai đoạn phát triển của bầy cún con từ khi 2 tuần tuổi cho đến xuất chuồng cả nhà. Một thời gian chăm sóc cún để có được những cái đàn cún đẹp, những bé cún con thật dễ thương cho cả nhà nuôi làm thú cưng đó cả nhà. Mặt dễ thương, quấn gì cả. Đen xì lì, con bò sữa. Chúng phấn đổ giống này nè, để cái mẹ con được sữa nhịn và cái vậy á, để bò bò con thì nó ấy thôi ấy, anh để mấy con đen rồi bỏ con nọc tắn nó ra. À, chắc phải bỏ bò sữa nó mới ra bò sữa chứ đâu phải nó pha giữa con trắng vô đen nào. Mình để lần này thì bỏ nó lại bò sữa này kinh doanh bò sữa này theo để đực được. Ừ, bò sữa để đực luôn, bò sữa này nó đúng giác nó luôn rồi. Em mà em có con bò nâu à. Nâu hả? Nâu bò. Nâu bò luôn á. Ừ, con nâu nâu trắng trắng kêu nâu bò, bò nâu á. Có con này nè, con này mình kiếm một con được trắng vậy nè, bỏ cũng ngon á. Thì do cho ra trắng phiếu vậy được rồi. Trắng phiếu và tắm vậy đó, được tắm vậy á. Mà con này mà tại nuôi kiển với con đó là để nó tắm. Ừ, cái mặt đã ghê. Ừ. Nháp. Ngủ kỳ vậy hả? Kẹt cắn vậy đây nè. Ê, năm cái mặt. Sao còn ngồi ghê rồi mày. Cái bầy này hồi nọ sao mày còn sao còn. Để ngon. Để ngon. Yeah.
cô ca nhìn đã không? Con bò, bò sữa. Còn trắng trắng đen đen này thì kêu bò sữa nha. Bò sữa, còn con này là con đen. Con đen nó có con đen đen tuyền. Có con nó có cái chân giá giá. Màng vớ rồi, màng vớ. Màng vớ trắng. Con đó nó phái em bé, nó bắt đầu lại đó, lại đó nó chơi với em bé. Chạy mũi hay gì vậy? Hả? Lòng bầy này tương đối quấn xoắn dữ lắm ạ. Nó thả ghê mạnh. Ngon lành. Đây là bu đồ, giống bu đồ nha. Bu đồ trắng đen. Trắng pha đen bò sữa này được không, tất cả đều được không. Đen như cục than nhỉ, quay gần mới thấy á, chứ quay mà xa là không thấy luôn. Ồ, cái lông nó sáng giận giận là nó đẹp chưa. Ủa rồi con cũng nằm vậy đó hả? Nằm gì không vô chơi bé đi, thả nó ra cho con chơi ha. Làm gì cô ca, thả ra cho con chơi cho nó ăn cô ca. Con còn gớt vậy đó, bắt đầu nó lại nó chơi. Nó gớt vậy đó hả? Hả? Báo là con có một bé gớt vậy đó đó hả? Ngủ không vậy? Đi ra ngoài chơi nha. Cái con này là trắng tư luôn. Một trắng chứ không phải màu kem luôn. Này có bò sữa này. Bò sữa cái lông này trắng tươi, lông dài ghê. Cứ cái người đó thèm chảy nước miếng hả? Thèm em bé chảy nước miếng luôn hả? Nè. Nè. Đi lúng đúng nè. Nó còn 30 ngày nên mới đi cứng. Đâu ạ? À? Con trắng này lên thật. Này à, nó còn hơi nhỏ xíu. Đứa con trắng này cứ nó chạy lại mình không quay được luôn. Ê, đây nè, đẹp chưa? Đẹp chưa? Cứ chạy lại không ơi, chạy lại nằm hả? Ok. Cô kê cái mặt cô kê nè. Nè, lại giữ em đi. Giữ em đi. Đó.
Ném gì á? Hả? Chơi giật mình hả? Chơi chơi đi. Ui đây nè. Cái trắng này để chơi đáng lắm nè. À, nó cứ chạy lại không. Ơi bé đen ơi. Còn mấy bé cái ngủ không vậy? Hả? Cái trắng này thân thiện quá vậy. Bé đực. Bé cái, có một bé cái thôi. Bé cái này để lại luôn. Bé đực luôn. Ba bé đen. Bé đen nó đâu rồi? Đây, ui dạ. Đây, 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 bé đen này cả nhà. Bé đen này. Bé bồi sữa. Trời ơi con trắng này nó cứ thân thiện nha. Lên đây con. Lên đây chơi nè. Lên đây chơi với bé nè. À chơi. Con trắng này nó cái nó lại không à. Trời ơi cưng quá vậy nhỏ. Cưng lắm nè nó. Đỡ chưa nè. Không đi. Hái nó luôn hả? Hái nó luôn hả? Dạ. 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 Lại chơi nó hả? Nè. Đó, nó lại nữa nè. Con này nó lại nè. Mấy con này nằm ngủ không? Còn nó lại. Đó. Gì cô ca? Chơi với bé này cô ca. Ui ui bé này cưng quá nó cứ theo chỗ mình không à. Ừ. Cần nhau cần nhau cần nhau. Tiên. Thích về chơi coi. Hay thích về chơi coi. Cưng không lại suốt nè nó. Ô cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì cô ca? Cô ca biết chơi giữ em nữa tay trơn hả? Nhưng mới đứng đi nữa đó, đó té nè. Ừ. Cho con nào. Té kìa, nó té kìa. Đã lên đi. Đã lên, tấn cái này vô. Con nhúc nhích này nó mới té đó. Ôi, té, 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 té. Rồi, con làm nó té kìa. Rồi, đi kiếm hả? Hả? Nó đâu rồi? Ừ, đúng rồi, nó đó đó. Kêu nó lên. Kéo nó lên coi. Khiều nó hả? Rồi, bắt nó lên coi. Dụ nó lên coi, đỡ nó lên. Kéo nó té xuống đó rồi đỡ lên coi. Rồi có hai con này nó ngủ. Kéo nó lên. Kéo lên đi. Hả? Không biết hả? Ồ dạ. Lên đây chơi con. Giờ té, 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 té. Té nước rồi. Rồi. Không đỡ gì ta nghe. Rồi làm sao? Làm sao? Khiêu hả? Đau em đó. Đau em đó bị đòn đó. Rồi chạy hả? Sợ bị đòn chạy hả?
Đây, cho vô gỗ đi thôi, ở đây đi. Nè, nằm đây đi để hỏi té. Vô đây đi cho sạch nha. Đó. Mới ăn xong rồi giờ ngủ đi nha. Đâu mà trắng? Ừ dạ đi dây dơ coi. Trắng mẹ dưới đó dơ. Rồi, đây ngủ ngon nha. Nằm con. Được nằm con bù đầu đó thôi đó. Dễ thương, con này dễ thương. Nhưng mà nó chưa đi nhiều, chưa có lanh lắm nha. Mới đi lẩm đẩm thôi. Khoảng chừng 3 ngày nữa bắt đầu chạy rồi giữ không kịp luôn. 3 ngày nữa mình thả ra ngoài nha. Cỏ cho cả nhà xem nha. Rồi, clip về bầy bộ đồ này kết thúc rồi cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để xem các cái clip của những cái con cún con của mình nha cả nhà. Hẹn gặp lại nhà ở video tiếp theo nha.